Zalo, em Nghĩa xin chào thầy và các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với bên em Trung Nghĩa máy nhặt bãi nhé. Hôm nay thì em cũng tranh thủ lên video mới. Hôm nay em lên được tất cả là 3 cây máy cắt cỏ hiệu Echo các bác nhé. Các bác đi qua kênh của bên em thì cũng cho em xin lượt like, đăng ký kênh và nhớ ấn chọn nút thông báo, chọn tất cả để xem những video mới nhất từ bên em nhé. Hôm nay thì em sẽ review rất nhanh cho các bác 3 cây máy cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp tuyệt vời. Nói chung là có hai cây thôi, còn cái này thì nó không đẹp đẹp lắm nha các bác nhá, nhưng mà được bù qua xuất lại thì được cái là nó rất là lớn, lòng cực kỳ to, lòng 38 lận các bác nhá. Còn hai cây này thì được cực kỳ đẹp mà lòng lại 34 nữa các bác ạ. Máy cực kỳ đẹp, giá đất vừa tầm cho các bác luôn. Hôm nay em lên được 3 cây hiệu Echo. Video thì em sẽ review nhanh. Hôm nay thì em lên được cây đầu tiên là Echo màu đen trắng. Dòng này thì tên của nó là Echo CGT 24 anh em nhé, các bác nhé. Dòng này thì nó 34 ly, các bác có thấy đánh giá này, màu sắc này cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Ba cái máy này thì các bác có thể thấy dòng Echo Curit này, dòng Echo này thì nó là trên nguyên bản của tập đoàn Zababico, còn cái này thì là của Curit, nói chung là cũng cùng một tập đoàn của Zababico hết các bác nhé. Đấy, dòng này thì sản xuất trên nguyên bản của Nhật luôn. Và tem mác lúc nào nó cũng ghi số series ở đây. Đấy. Dòng này thì cực kỳ là xịn sò rồi. Nó có kệ bảo vệ bình xăng này, thứ nhất có kệ bảo vệ bình xăng này, và thứ hai nữa là cái nó sử dụng là nắp xăng, hoàn toàn là nắp xăng kín hết này, lỗ xả hơi của nó đây. Các bác có thấy được cái lỗ xả nó cực kỳ là mới luôn. Cực kỳ là mới các bác nhé. Còn con này thì các bác có thể thấy được cái cần nắp của nó này. Tấn cỏ zin luôn, tấn cỏ zin đầu bò. Đấy. Máy rất là đẹp các bác nhá. Cái dòng này thì nó sử dụng nó rất là lợi xăng, các bác mà mua về sử dụng gia đình thì cực kỳ là lợi xăng, và đặc biệt cái này có tất cả tay ga bóp này. Đấy, có cả tay ga bóp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp. Màu sơn này, màu sắc này. Màu đen trắng. Con này thì nó chỉ tầm độ 5 kg thôi các bác nhá. Nó là 24cc nhưng mà nó lòng là 34 ly các bác ạ, 34 ly. Nó sử dụng là chế rin, chế vú trước và vú bơm to. Dòng này thì cực kỳ là lợi xăng luôn. Đấy. Tất cả nó đều ghi chữ Echo đằng sau này, Metro. Đấy. Tem mác của nó còn rất là mới. Ba cây này em lựa được cực kỳ là mới các bác nhá, cực kỳ là mới luôn. Dòng này thì nó thiết kế theo cái form dáng của nó là phần bô thì nó sẽ ở bên cạnh này, và phần chế của nó thì chế rin của nó đây. Đấy. Và vỏ nó thì nó có sẽ sở hữu hai màu đen và trắng. Tem mác của nó, và cái phần số series của nó sẽ ghi bên cạnh này. Đấy. Số series này và tem mác là CT24TE của tập đoàn Zababico Scop. Đấy, 5806408. Phiên nguyên bản. Cái dòng này thì có công tắc rin và tay ga bóp này. Đấy. Và đặc biệt cái tay ga bóp này thì nó có căn chỉnh ở đây các bác nhé, có chỉnh đây. Đấy, chỉnh to nhỏ này, căn chỉnh to nhỏ luôn. Đây chỉnh to và chỉnh nhỏ, chỉnh tay ga nó cao ra. Đấy. Chỉnh hết cỡ này, bóp cho nó thích các bác. Đấy. Đấy, cực kỳ là xịn sò. Dòng này thì cực kỳ là bóp thì cực kỳ là thích các bác nha. Bóp cực kỳ sướng luôn. Và tem mác của nó sẽ ghi ở sau chữ Metro này. Và tập đoàn Echo. Đấy, Zababico của tâm Echo. Và tem Nema của nó cũng ghi ở đây. Tem Nema. Đấy. Các bác có thể thấy được cái máy là nó đẹp thì nó sẽ các bác có thể nhìn được cái phần lắp xăng này. Cực kỳ mới luôn. Và cái phần ống xả này, nó xả khí này, cực kỳ là mới. Dòng này thì rin nguyên bản từ A đến Z các bác nhá. Ba cây này thì đều rin hết, và đặc biệt thì có một cây thì cây Echo này thì nòng nó 38 ly, tên của nó là CSC SRC 360T. Cái này thì 36cc lận. Nòng nó 38 39 ly, rất là lớn. Cái này thì nòng lớn nhưng mà giá thì rất là vừa tầm thôi. Các bác có thể thấy được nó bị hơi bị xấu một chút. Còn nếu các bác không quan trọng cái mẫu mã ở bên ngoài, nó hơi bị tem, nói chung là cái phần vỏ nó hơi bị cháy ở đây một chút này, và cái phần tem mác này nó bị mờ, nó bị bay đi, thì sử dụng cái này cũng rất là ngon các bác nhé. Sử dụng cái này rất là ngon. Dòng này thì cực kỳ, nói chung là khỏe, rất là vừa tầm cho các bác. Nói chung là các bác muốn mua một cái máy mà vừa tầm, khỏe mà giá thì vừa tiền, cái này là rất là ok này. Vì cái phần vỏ nó hơi cháy một chút nên cái giá trị của máy nó sẽ thấp đi, nhưng mà bù qua xuất lại thì nó được cái phần nòng to và bình xăng dưới, và dòng hiệu của nó là hiệu Echo nữa. Đấy, rất là ngon. Giá tiền thì rất là vừa phải, chỉ có hơn 2 triệu một xíu thôi, chỉ là giá thanh lý thôi. Nói chung là
Nói về giá thì tí xíu em sẽ quay và báo giá chi tiết cho các bác. Các bác sẽ xem hết video, em sẽ báo giá chi tiết ở cuối video luôn. Đấy, em sẽ test nổ kỹ càng từng cây. Còn cây này là lòng 38 thì rất là ok các bác nhé. Trước tiên thì bây giờ em sẽ vô cây đầu tiên. Em sẽ quay chi tiết và giật nổ cho các bác luôn. Cây đầu tiên là cây Echo 24 CT24 này. Đấy. Cái này thì riêng nguyên bản rồi. Riêng nguyên bản màu sắc rồi độ đẹp của nó có thể trên 95%. Cái này thì trên 95%. Màu sở hữu hai màu đen và trắng. Đấy, lòng nó thì 24cc thì hiệu Echo thì thường nó sẽ lớn hơn 1cc. Đó là 34. Con này thì lòng nó 34 ly. Tình trạng là các bác có thấy cái bình xăng, nắp xăng này. Rồi dây giật nó này. Rất là mới nhá. Hơi hám thì cực kỳ căng. Sẽ test cái hơi cho các bác này. Hơi cực kỳ căng luôn. Đấy. Các bác có thấy cái phần nắp xăng của nó này. Sáng trưng như một cái nắp xăng mới tinh luôn. Đấy. Cái này chắc là bên Nhật họ quên dùng các bác ạ. Cái này thì sở hữu tay ga bóp green. Đấy, tay ga bóp này thì bóp thì cực kỳ là thích. Đấy, nó không có bị cứng tay. Các bác có thể chỉnh căng ra hoặc là giảm bớt đi, chỉnh to nhỏ tùy thích cái tay ga này. Rồi cái phần cần lắc này, tuy nhiên bản luôn. Và chắn cỏ đầu bò. Đấy. Máy rất là đẹp. Rồi sẽ test nổ sơ qua cho các bác nghe. Cái này thì công tắc rin bật xuống. Tình trạng máy cực kỳ dễ nổ và tay ga bóp cực kỳ sướng các bác nhá. Dòng này thì các bác bóp nói chung là xài thì cực kỳ là phê. Nói chung là các bác cắt gia đình thì cực kỳ là ngon nhá. Tiếp theo nữa là cây số 2. Cái này thì nó cũng là CT24. CT24 các bác nhá. Cây số 1 và cây số 2 giống nhau. Độ mới thì cũng giống nhau. Cái này thì nó chắc là mới hơn khoảng độ 1-2%. Nói chung là các bác có thấy được này. Ui dồi, cực kỳ mới luôn. Đói. Cái phần bô con này thì nó hơi cũ một chút này, nó hơi bị nói chung là do sử dụng thì nó hơi cái phần bụi nó hơi bám một chút xíu, nhưng mà cái cây này thì các bác có thấy được là cái phần bụi nó cũng không bám kịp bám luôn, nó còn rất là mới. Và các cái phần bình xăng này và vú bơm này còn rất là trắng tinh luôn. Đấy, máy này cây này thì rất là mới luôn. Các bác có thấy cái phần tum này siêu mới, tem mát. Cái này thì tay ga zin, tay ga gạt các bác nhé. Tay ga gạt rồi cần lát này. Lát con này rất là mới, đầu bò. Và đặc biệt con này được cái chắn cỏ mới tinh tinh luôn. Đầu bò cũng thế, rất là mới nhá. Con này thì nó cũng là CT24 luôn. Hai con này thì giống nhau, CT24E hết. Cũng là lòng 34 ly nhá các bác nhé. 34 ly. Phù hợp cho các bác cắt gia đình hoặc là cắt nhà mình khoảng tầm 1 hect, 2 hect đổ xuống. Cắt rất là ngon. Con này cắt dao thì cực kỳ ngon mà lợi xăng. Hoặc là những bác nào có gia đình, các bác nào mà có những con máy lớn rồi muốn mua một cái máy để cắt nhỏ thì một con này là rất là thích hợp luôn. Dòng này thì các bác mua để sưu tâm hoặc là mua để cất trong gia đình rất là ngon nhé. Em sẽ test nổ cho bác con số 2, con này rất là mới nhé. Cái ga anti của nó rất là giống cái xì bo các bác nhá. Cái ga của nó bằng rất là hay. Đúng là tiếng con này Ganti nó rất là hay các nhá, nó bằng rất là hay. Và đặc biệt con này cũng rất là mới này. Con số 1 và con số 2 rất là giống nhau, cực kỳ mới các bác nhá. Đấy. Giá tiền thì hai cây bằng nhau hết các bác nhá. Hai cây thì đồng giá bằng nhau. 1.700.000 một cây các bác nhá, 1.700.000 một cây.
Đấy. Tiếp theo nữa em test con cuối cùng này, con này là con Echo SRC 360 lòng 36cc, con này 36cc lận các bác nhá. Lòng nó khá là to đấy. Khá là to, con này thì nặng nó tới 7 kg đấy. Tới 7 kg. Con này thì giá tiền thì nó cũng đã báo, nói chung là sẽ test sơ qua để báo giá cho các bác. Rất là khỏe các bác nhá, con này rất là khỏe luôn. Con này các bác mà cắt nhà mình vườn nhiều thì hoặc là muốn mua con cái khỏe khỏe một chút thì con này rất là ok. Nói chung là con này chẳng qua, nói chung là cái vỏ nó hơi bị bể một chút thôi, hơi một chút xíu đây thôi các bác nhá, vỏ bể chút xíu và cái tem nó hơi bị mờ đi. Chứ không thì cái này giá tiền cũng rất là cao. Con này thì tất cả rin nguyên bản từ A đến Z các bác nhá, nòng hơi này, đấy, từ nòng này, rin từ con ốc luôn, đấy, bình xăng thế, chế rin chế của Echo luôn các bác nhá, phần bô này. Nói chung là tình trạng máy thì nó cũng còn được 80-90% đi nguyên bản. Đấy, bô thì tình trạng là tum nhôm các bác nhá, tum nhôm. Đầu bo. Đấy. Máy thì rất là, nói chung là cũng rất là ok, nòng hơi, máy giật cái nổ ngay. Giật cái nổ ngay các bác nhá. Thảy nhẹ cái nổ ngay, nói chung là ruồi đi qua bâu cái nó cũng nhổ, rất là dễ nổ các bác nhá. Đấy. Rồi. Cái này thì giá chi tiết nó là 2,2 triệu, cái số 3, lòng 36cc, lòng gần 4 mini. Đấy, 2,2 triệu thôi. Và hai cây số 1 và cây số 2. Cây số 1 này là cây số 2 này, đồng giá 1,7 triệu hết các bác nhá. Giá tiền thì em đã báo chi tiết và nói chung là đồ đạc thì khi các bác mua hàng thì em vẫn sẽ tặng đủ đồ cho các bác khi em đã nên nô như lúc em đã nên nô các bác nhá. Đấy. Các bác xem qua video thì luôn luôn ấn like, đăng ký kênh và nhớ chọn cho mình cái máy ưng ý nhất để sử dụng gia đình. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn các bác ở những video sau. Tạm biệt các bác ạ.